Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cùng với trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathihung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến tham quan một căn villa Roma nằm trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà mặt tiền đường số nha quý vị. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà, mặt tiền được thiết kế theo kiến trúc Roma với nhiều chỉ nổi và nhiều chỉ rất là đẹp được đắp bằng tay. Và chúng ta để ý bên ngoài có rất là nhiều phù điêu ở ngoài mặt tiền nha quý vị. Đây là một căn nhà biệt thự đại gia với kiến trúc Roma đẹp nhất năm 2022, tặng kèm full nội thất khi mua. Nhà với diện tích là ngang 8 nở hậu 10, độ dài 20m, thiết kế một trệt 4 lầu, có thang máy và có cả hồ bơi bên trong nhà. Đây là một căn nhà rất là đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng, quý chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Và chúng ta đang ngắm nhìn bên ngoài mặt tiền mặt chính căn nhà nha quý vị. Cái mặt tiền này thì thiết kế và có những cái phù điêu được đắp hoàn toàn bằng tay nha quý vị. Đây là một mẫu nhà phố theo kiến trúc cổ rất là đẹp và cao cấp. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và trước khi vào bên trong căn nhà thì Hùng sẽ quay con đường cho mọi người xem nha. Con đường là một con đường lên tới 20m, đường này 20m nhưng mà đã mở đường được một đoạn rồi nha quý vị. Còn lòng đường bây giờ đang là 8m và có vỉa hè xung quanh, một khu vực rất là đẹp và an ninh, nhiều cây xanh. Thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu thông ra đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm đến căn biệt thự Roma này thì hãy gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Với diện tích là ngang 8, độ sâu là 20 và nở hậu là 10m, có thang máy, có hồ bơi, theo một kiến trúc cổ điển rất là đẹp của năm 2022. Và với giá bán gia chủ đang chào bán là 19 tỷ 700 triệu đồng, tặng kèm full nội thất khi mua. Quý anh chị quan tâm căn này thì có thể gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Trước khi vào bên trong căn nhà thì chúng ta sẽ tham quan cái khoảng sân bên ngoài nhé. Khoảng sân này được gia chủ trồng cây xanh và có để những cái cây bên ngoài rất là đẹp và tuyệt vời. Một căn nhà phố nội thất gỗ đỏ rất là nhiều. Nội thất được làm hoàn toàn bằng gỗ đỏ và bên ngoài mặt tiền thì đắp phù điêu, phải nói là cực kỳ sang và chất lượng nha quý vị. Chúng ta đang đến với căn Villa Mini Roma nằm trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phoenix, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn biệt thự mini rất là đẹp, có hồ bơi bên trong và có thang máy. Và chúng ta sẽ cùng nhau cùng Huy Hùng vào bên trong căn nhà nha quý vị. Nhà này thiết kế với lớp cổng gỗ đỏ được chạm trổ rất là đẹp. Đây là gỗ tự nhiên nha quý vị. Và bên trong đây là khu vực đậu xe hơi. Khu vực đậu xe hơi thì gia chủ ốp gạch đá 80, hai bên tường có ốp gỗ đỏ, có chỉ nổi và có cửa sổ ra khu vực sân vườn bên hông. Trên thì có sơn nhũ vàng, đèn thả và trần thạch cao, tạo nên một hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp trong không gian khu vực bên trong căn nhà và gara xe hơi căn nhà. Và bên ngoài cổng thì sẽ có hai con sư tử đá này, chúng ta nhìn thấy có hai con sư tử đá nhé. Và bên ngoài hành lang này thì quý vị sẽ có khu vực sân vườn được gia chủ trồng cây xanh và làm rất là đẹp. Nhà thiết kế theo kiểu chữ L nhé, chữ L ở trong khu vực xây dựng nha quý vị. Ngang 8, độ dài 20, nở hậu 10m, thiết kế đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm, sổ hồng riêng, có hồ bơi bên trong nhà. Và quý vị quan tâm căn này thì có thể gọi trực tiếp cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Khoảng sân vườn này thì gia chủ có đắp tiểu cảnh này, làm tranh sơn nhũ đồng, rồi có sân vườn xung quanh rất là tuyệt vời. Hệ thống camera quan sát đã được gia chủ đi trang bị sẵn cho quý vị luôn. Và bên trong nhà thì có hồ bơi nha quý vị. Tất cả hệ thống mặt tiền được sơn màu rất là sáng và sang, đều được sơn sơn bóng. Và mặt tiền bên ngoài thì được trang bị với những phù điêu rất là đẹp. Căn nhà thiết kế có thang máy 450kg và đây là một căn biệt thự gỗ đỏ rất là đẹp và cao cấp. Nội thất cao cấp tặng kèm, sổ hồng riêng, chính chủ xây ở. Và khi mua thì toàn bộ nội thất bên trong sẽ được anh chủ nhà để lại. Khu vực nở hậu 10m thì chúng ta sẽ có chữ L và có hồ bơi bên trong, bao gồm hệ thống sân vườn ngồi chơi thư giãn, khu vực hồ bơi với bể bơi lớn, nước sâu và khu vực sục nước, tạo nên không gian hồ bơi phía sau rất là tuyệt vời. Và khu vực hồ bơi này thì quý vị sẽ có những cái bức tranh xung quanh kết hợp với vệ sinh ngay khu vực cầu thang, ở dưới khu vực cầu thang máy. Khu vực cầu thang máy thì quý vị sẽ có cầu thang máy 450kg và khu vực trụ cầu thang thì có
trụ gỗ đỏ với mặt đá nam bồ tạo nên điểm nhấn rất là đẹp cho không gian căn nhà phố Villa Mini Roma đẳng cấp, nằm trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian thang máy thì thang máy này là thang máy rất là đẹp và là thang máy tuyệt vời. Chúng ta đang vào bên trong thang máy của căn nhà. Thang máy 450kg nha quý vị. Chúng ta lên lầu 1 để tham quan không gian bên trên. Quý vị đang cùng với Huy Hùng tham quan căn Villa Roma. Trên căn tầng lửng này thì quý vị sẽ có không gian phòng khách với một không gian rất là đẹp. Phòng khách ở đây thì nó nằm trên hồ bơi này, với hệ thống gỗ rất là tuyệt vời. Tất cả đều là gỗ tự nhiên và là gỗ đỏ được nhập khẩu về đây và gia chủ trang bị bên trong căn nhà. Phía dưới sàn thì được ốp gạch 80 màu sáng. Xung quanh thì có rất là nhiều gỗ. Một căn nhà mà ngập là gỗ đỏ nha quý vị. Cửa gỗ có khóa vân tay, tủ rượu, màn hình TV 65 inch. Phía trên là trần thạch cao, sơn nhũ vàng. Với giá bán anh chị chủ nhà đang chào bán là 19 tỷ 700 triệu đồng còn thương lượng cho một căn nhà toàn gỗ là gỗ. Thiết kế có hồ bơi bên trong, ngang 8, độ sâu 20m, nở hậu là 10m. Nằm trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang cùng với Hùng tham quan không gian phòng khách của căn nhà. Và không gian phòng khách này thì có bộ salon gỗ đỏ rất là đẹp, kết hợp với rất là nhiều đồ gỗ được gia chủ trang bị ở đây, và có cả máy lạnh và TV màn hình 65 inch. Đây là không gian phòng khách trên tầng lửng. Và ở đây thì quý vị sẽ có một cái ghế sofa theo kiểu hoàng gia. Tất cả hệ thống lan can ngoài trong nhà và lan can ngoài ban công thì đều làm bằng chất liệu là nhôm đúc kết hợp với tay vịn gỗ đỏ nguyên khối được gia chủ tặng kèm. Và lên lầu 1, chúng ta sẽ đến với không gian của phòng bếp và phòng karaoke gia đình. Ngoài không gian phòng bếp thì quý vị sẽ có hai ghế hoàng gia được gia chủ tặng kèm. Và hành lang cầu thang máy thì cũng làm rất là đẹp. Không gian bếp thì chúng ta đến với một không gian bếp rất là tuyệt vời ngay ở trên không gian phòng khách. Không gian bếp này thì gia chủ tặng kèm bàn ăn 6 ghế gỗ đỏ nguyên khối kết hợp với màn hình TV 65 inch. Phía trên thì quý vị sẽ có trần thạch cao, sơn ngũ vàng và đèn thả. Hệ thống cửa ra khu vực sân vườn tạo nên một không gian ánh sáng rất là đẹp trong căn Roma, Villa Roma của nhà mình. Và quý vị nào đang có tầm tiền khoảng tầm 16-17 tỷ cũng có thể đến tham quan cái sản phẩm này nha quý vị. Với giá bán gia chủ đang chào bán là 19 tỷ 700, giá bán còn thương lượng, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Khu vực không gian bếp thì hệ thống tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ đỏ nguyên khối được nhập khẩu về, có khu vực bồn rửa chén bát, khu vực bàn đảo, khu vực để máy hút mùi và khu vực đặt bếp âm, có bàn thờ ông Công ông Táo. Tủ bếp thì đóng đụng trần, mặt đá bếp nam bồ màu trắng kết hợp với tủ lạnh hai cánh được gia chủ tặng kèm. Đây là không gian bếp của căn nhà Hùng đang quay cho mọi người xem này. Quá chỉ là tuyệt vời nha quý vị. Và xong không gian bếp thì quý vị sẽ cùng Huy Hùng đến với phòng karaoke gia đình. Nhà này thiết kế với 7 phòng vệ sinh và chúng ta đến với phòng karaoke. Phòng karaoke gia đình thì gia chủ sắm cho mình một dàn karaoke âm thanh chất lượng cao kết hợp với hệ thống dàn karaoke rất là đẹp bên trong phòng với bàn ghế và loa cũng như là súp cục đẩy và màn hình TV 55 inch. Phòng karaoke này thì gia chủ trang bị nội thất cao cấp và có màn hình bấm. Quý vị nào đang muốn tìm một căn nhà vừa ở vừa thư giãn, sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà này phù hợp với túi tiền, nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy gọi trực tiếp cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Như vậy là quý vị vừa tham quan xong cái khu vực sân vườn này, khu vực hồ bơi này, khu vực không gian phòng khách, phòng bếp. Và chúng ta sẽ đến với không gian các phòng ngủ nhé. Nhà này thiết kế với 5 phòng ngủ nha quý vị. 5 phòng ngủ thì đầy đủ nội thất kèm theo. Có nội thất và có vệ sinh trong. Chúng ta đang tiến vào không gian phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ master. Phòng ngủ này thì quý vị sẽ có sofa này. Có giường ngủ gỗ đỏ này. Nguyên khối nha quý vị. Có tủ kệ TV. Và có nhiều cửa sổ ra khu vực bên hông. Cũng như là hành lang của căn nhà. Tạo nên một không gian biệt phủ rất là đẹp.
toàn gỗ là gỗ. Quý vị nào đang có tầm tiền đủ với tài chính để sở hữu căn nhà thì hãy gọi cho Huy Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Một căn nhà rất là đẹp, khu vực vệ sinh thì có bồn lavabo rửa mặt, gương soi đều rất là độc đáo, kết hợp bồn tắm nằm và hệ thống quạt hút trong vệ sinh, tạo nên một không gian biệt thự phố rất là đẹp. Tất cả mọi chi tiết bên trong căn nhà đều được gia chủ làm rất là tỉ mỉ và công phu, đều được làm bằng đều được làm với những nghệ nhân hành nghệ nhân lâu năm nha quý vị. Không gian phòng ngủ số 2 thì quý vị thấy cũng có bàn trang điểm, có giường ngủ và có gỗ đỏ, tủ kệ, tivi, bàn làm việc và khu vực máy lạnh đều được tặng kèm. Vệ sinh trong phòng vệ sinh phía sau trước thì có bồn tắm đứng, bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm bằng đồng và tất cả hệ thống đồ đều rất là xịn sò. Và di chuyển lên lầu 2 thì lầu 3 thì quý vị sẽ đến với không gian có phòng ngủ số 3 và số 4. Quý anh chị đang cùng với Huy Hùng tham quan trực tiếp căn biệt thự Roma được làm với những nghệ nhân rất là đẹp trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Không gian lầu 4 này thì quý vị sẽ có 3 phòng và nhà mình tổng cộng có 5 phòng ngủ nhé. Phòng này thì cũng đầy đủ nội thất, có cả vệ sinh trong và tất cả nội thất bên trong căn nhà đều được gia chủ làm hoàn toàn bằng gỗ đỏ nguyên khối được nhập khẩu về. Thì quý vị nào quan tâm đến căn nhà này hãy gọi trực tiếp cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Với giá bán anh chị chủ nhà đang chào bán là 19 tỷ 700 triệu đồng. Giá bán còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà và hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Quý vị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà những căn biệt phủ toàn gỗ là gỗ và có hồ bơi, có phòng karaoke cũng như là thiết kế đẳng cấp theo kiến trúc Roma đẹp cao cấp thì hãy đến tham quan và sở hữu căn nhà này. Chúng ta đang đến với không gian của phòng ngủ số 4 và quý vị sẽ cùng Huy Hùng ra không gian phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ số 5. Một căn biệt phủ Villa Mini Roma rất là đẹp, đang tọa lạc trên quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang cùng Huy Hùng tham quan một căn nhà mà làm hoàn toàn bằng bàn tay của những kiến trúc sư trẻ tuổi, tạo nên một trong những căn nhà phố rất là hoàn hảo và nội thất bên trong sắc vàng kết hợp với gỗ đỏ rất là cao cấp. Quý vị nào yêu thích gỗ thì hãy chọn mua căn nhà này. Căn nhà này thì nó hợp với những người yêu thích đồ gỗ bên trong căn nhà nhé, và những người thích phong cách gỗ tự nhiên kết hợp với chỉ nổi và sơn nhũ vàng, một căn nhà rất là đẹp. Những quý vị nào mà yêu thích karaoke thì cũng có thể sở hữu căn nhà này. Căn nhà này có phòng karaoke gia đình rất là đẹp với cách thiết kế một trệt một lửng 4 lầu. Quý vị sẽ có không gian toàn bộ căn nhà, Hùng sẽ giới thiệu sơ qua. Diện tích căn nhà là ngang 8, độ dài 20, nở hậu là 10 m, có hồ bơi, có gara xe hơi, có sân vườn xung quanh, có phòng khách, phòng bếp, có 5 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có 7 phòng vệ sinh. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và giá bán gia chủ đang chào bán là 19 tỷ 700 triệu đồng, để lại toàn bộ nội thất gỗ bên trong căn nhà. Nhà có thang máy 450kg và không gian, khu vực không gian phòng giặt thì chúng ta có dàn phơi đồ, có ghế đá phía sau và có những khu vực để treo cây kiểng. Phía ngoài thì gia chủ làm thêm cho mình phòng thờ và sân thượng phía trước. Như vậy là quý vị vừa cùng với Hùng tham quan một căn villa Roma mini nằm trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phan Huy Ích, sát bên chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Cách sân bay gần nhất khoảng tầm 10 phút và cách trung tâm thành phố khoảng tầm 25 phút đi xe máy. Với giá bán anh chị chủ nhà đang chào bán là 19 tỷ 700 triệu đồng, hướng chính Tây. Quý vị nào quan tâm căn này thì có thể gọi trực tiếp cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu ngay. Rất nhiều những sản phẩm nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12 đang chờ đón quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa nhé. Và với một căn villa mini mặt tiền sơn phun cát được làm rất là tỉ mỉ và công phu, mặt tiền đường lên tới 20 m, với hệ thống chỉ được đắp hoàn toàn bằng tay kết hợp với phù điêu, tạo nên một căn nhà phố rất là đẹp của năm 2022.
thì quý vị chúng ta quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Nhà đất thì Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.